Thu Hiền chào mừng quý vị đã đến với bản tin tối ngày 31 tháng 7 trên kênh truyền hình FBNC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị các thông tin đáng chú ý như sau. Lúa, trâu bò và tôm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Bộ Công Thương làm rõ nghi vấn nhãn mác tại chuỗi bán lẻ con cưng. Xuất khẩu dệt may có thể đạt 35 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Thưa vị, cây lúa, trâu bò, tôm sú, tôm thẻ chân trắng sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Đây là đề xuất được quy định tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2018-2020. Theo những đề xuất đưa ra thì cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và tiêu chí đa chiều, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ là 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và tiêu chí đa chiều, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ là 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Bên cạnh đó thì tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp. Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay thì hơn 4 triệu tấn phế liệu nhập khẩu đã về đến Việt Nam. Điều đáng nói là các vi phạm liên quan đến hoạt động này ngày càng diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường tăng cao. Trước tình hình này, thì Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp báo về công tác quản lý phế liệu. Tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2018, số phế liệu tồn tại ở các cảng biển Việt Nam là gần 3.600 container. Tại cảng Hải Phòng đang tồn gần 1.500 container tính đến ngày 5 tháng 7 năm 2018. Trước câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giải quyết những lô phế liệu tồn đọng tại cảng, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết đã vào cuộc và bước đầu tìm ra một doanh nghiệp vi phạm là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt với hành vi làm giả giấy tờ về môi trường. Hiện Tổng cục Hải quan đã ra khởi tố vụ án hình sự đối với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất làm hai nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn của thành phố. Khi đi vào hoạt động, dự án này sẽ góp phần kéo giảm lượng chất thải rắn sinh hoạt bị chôn lấp, tránh tình trạng phát tán mùi hôi như hiện nay. Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân TP.HCM, thì dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện được thực hiện tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi. Dự án xây dựng hai nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 1.000 tấn một ngày một nhà máy, có kết hợp xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại và chất thải y tế. Dự kiến đến năm 2020, tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt của thành phố được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tối đa chỉ còn 50%, đến năm 2025 tối đa là 20%. Liên quan đến việc các nghi vấn về việc sản phẩm tại hệ thống cửa hàng con cưng bị thay đổi nhãn mác gây xôn xao dư luận, thì vào chiều ngày 31 tháng 7, đoàn công tác của Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã buổi làm việc với Công ty Cổ phần Con Cưng tại trụ sở quận 7, TP.HCM. Tại buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty Cổ phần Con Cưng, trụ sở quận 7, TP.HCM, đoàn công tác của Cục Quản lý Thị trường đề nghị công ty giải trình, làm rõ các nghi vấn về sản phẩm bị thay đổi, các dán nhãn mác như phản ánh của khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ và kiên quyết, tinh thần kiên quyết theo chỉ đạo của Trung ương cũng như thành phố là sẽ kiên quyết, chứ không có là coi như là bỏ lơi. Chúng tôi sẽ kiểm tra một cách cụ thể, kiểm tra một cách tỉ mỉ và trên nhiều lĩnh vực. Trước yêu cầu này, đại diện công ty Con Cưng khẳng định các sản phẩm tại hệ thống cửa hàng Con Cưng đều có đủ nhãn mác, xuất xứ đúng quy định. Đại diện công ty cũng cho biết có một số nhãn hàng không đáp ứng được yêu cầu. Công ty đều yêu cầu nhà sản xuất phải điều chỉnh lại. Trước đó thì công ty đã ra thông báo tặng 1 tỷ đồng cho khách hàng đầu tiên phát hiện nhập hàng không chính hãng. Đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng đã kiểm tra 88 điểm kinh doanh của Con Cưng trên địa bàn thành phố và đã tạm giữ trên 10.000 sản phẩm đồ dùng cho trẻ em chưa có dấu hiệu vi phạm về ghi nhãn mác, xuất xứ hàng hóa. Trong chuyên mục con số mỗi ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc đến con số 35 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo thì ngành dệt may năm 2018 có nhiều triển vọng phát triển vượt trội và có thể đạt kim ngạch xuất khẩu 35 tỷ đô la Mỹ nếu thực hiện các chiến lược một cách bài bản và đúng hướng, thông tin theo tập đoàn dệt may Việt Nam cho hay.
Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2018 thì tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt 16,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng xuất khẩu nửa đầu năm 2018 đánh dấu mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây của ngành dệt may. Các hiệp định thương mại tự do FTA mang đến nhiều cơ hội cho ngành dệt may, doanh nghiệp được tiếp cận nhiều với thị trường, tăng trưởng xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện thì những diễn biến mới từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung theo hướng có lợi cho hàng hóa Việt Nam. Dự báo xuất khẩu hàng dệt may có thể đạt 18,5 tỷ đô la Mỹ, nâng kim ngạch xuất khẩu cả năm lên 35 tỷ đô la Mỹ, vượt 1 tỷ đô la Mỹ so với kế hoạch. Và để đạt được mục tiêu đề ra thì ở tầm vĩ mô cần có những chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào các khâu sản xuất sợi dệt nhuộm, đồng thời nghiên cứu và thu hút mọi nguồn lực phát triển các nhà máy dệt may thông minh để hỗ trợ cho ngành dệt may phát triển bền vững. Và trong phần tiếp theo của chương trình là các thông tin quan trọng như sau. Máy bay MH370 của Malaysia Airlines có khả năng bị cướp. Nông dân trồng nhân sâm ở Mỹ chịu thiệt hại từ chiến tranh thương mại. Thưa quý vị, sau nhiều năm tìm kiếm thì vụ mất tích máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, trong báo cáo cuối cùng về chuyến bay xấu số này thì các nhà điều tra cho rằng họ không thể loại trừ khả năng máy bay bị cướp, nhưng họ không thể nào xác định được người chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Cuối cùng, báo cáo được cả thế giới mong về vụ mất tích máy bay MH370 cũng đã được công bố. Tuy nhiên, ai là người đứng sau vụ tai nạn này vẫn chưa được xác định. Các nhà điều tra cho rằng chiếc máy bay mất tích trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2014, khi chở 239 người, đã quay ngược lại dưới sự điều khiển bằng tay và không thể loại trừ sự can thiệp bởi một bên thứ ba. Điều gì đã diễn ra trên chuyến bay đó đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Thân nhân của những người trên chuyến bay này vẫn chưa có được những câu trả lời cuối cùng cho vụ việc được cho là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới, sau khi các chuyên gia tuyên bố họ vẫn không thể nói chính xác tại sao chiếc máy bay lại biến mất. Hệ thống lái tự động bị bắt và máy bay bị chuyển hướng bằng tay trước khi biến mất. Chúng tôi không loại khả năng máy bay đã quay vòng lại dưới sự điều khiển bằng tay của bên thứ ba. Tuy nhiên, nhóm điều tra không thể nói chính xác tại sao chiếc máy bay lại lạc khỏi hành trình và biến mất. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết nước này chỉ tiếp tục công tác điều tra khi nào có manh mối rõ ràng. Gửi một thông điệp cực kỳ cứng rắn đối với hoạt động buôn lậu tại Philippines, Tổng thống ông Rodrigo Duterte đã ra lệnh nghiền nát hơn 60 xe hơi và mô tô đắt tiền trước sự chứng kiến của các quan chức chính phủ tại tỉnh Cagayan. Đi một thông điệp mạnh mẽ tới những chủ xe sang nhập lậu khi họ không nộp tiền thuế nhập khẩu theo quy định. Đây không phải lần đầu tiên ông Duterte chứng kiến việc tiêu hủy xe. Hồi tháng 2, theo chỉ đạo của ông Duterte, 30 chiếc xe sang cũng đã bị nghiền nát tại Manila vì là hàng nhập lậu. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã có tác động tiêu cực đến sinh kế của người nông dân trồng nhân sâm của Mỹ ở bang Wisconsin, khi Trung Quốc áp thuế trả đũa 15% lên nhiều loại nông sản Mỹ, trong đó có nhân sâm. Tuy nằm ở vùng hẻo lánh của bang Wisconsin, hạt Marathon sản xuất trên 95% sản lượng nhân sâm của toàn nước Mỹ. Nông dân ở đây làm ra những củ nhân sâm thượng hạng cung cấp cho thị trường Trung Quốc, đóng góp một phần quan trọng vào việc tạo công ăn việc làm và sự phát triển kinh tế của địa phương. Thật không may, cuộc chiến thương mại do chính quyền Washington phát động với mục đích cắt giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của những người nông dân ở vùng đất hẻo lánh này. Ông Cliff, một nông dân trồng nhân sâm ở đây, phản đối chính sách thương mại của Tổng thống Trump. Tôi không nghĩ đó một cách hay. Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng với chính sách thương mại của ông ấy. Mọi người bắt đầu chi tiêu ít hơn. Chắc chắn tôi phải làm như vậy rồi. Tôi rất thích mua sắm, tôi thích tiêu tiền, nhưng giờ đây tôi phải xài tiền ít lại. Ngành công nghiệp sản xuất nhân sâm tại đây đã tăng trưởng rất nhanh trong những năm gần đây. Nhưng công việc làm ăn tại đây bắt đầu có vấn đề khi cuộc chiến thương mại xảy ra. Công việc kinh doanh không thuận lợi nên nhiều công nhân phải cắt giảm chi tiêu hàng ngày để tồn tại trong giai đoạn khó khăn này. Nhiều năm trở lại đây thì câu chuyện cung cầu luôn là một trong những bài toán nan giải của các doanh nghiệp cung ứng nông sản. Những vụ việc như dưa hấu, củ cải và mới đây là quả dứa bị rớt giá, thậm chí không có người mua, không chỉ phản ánh sự dư thừa cục bộ, nguồn cung, mà sâu xa hơn điều này cho thấy ở đâu người nông dân sản xuất cây trồng một cách tự phát, manh mún,
mà không có sự liên kết với doanh nghiệp, thì ở đó rủi ro thị trường thường xuyên xảy ra. Và đây cũng là lý do mà thời gian qua chính phủ và ngành nông nghiệp nỗ lực thúc đẩy việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên thì đến nay vẫn còn nhiều rào cản vẫn cần phải được tháo gỡ. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Từ cuối tháng 5 năm 2018, vùng dứa Thanh Hóa rơi vào tình trạng rớt giá thê thảm. Người trồng dứa bị thương lái ép, giá một quả dứa không bằng 1/2 giá thành sản xuất. Nhiều hộ nông dân chấp nhận lỗ một nửa nhưng vẫn không có người mua. Đầu tư quả dứa này rất là nhiều ạ. Trong 13 tháng đến 14 tháng mới được thu quả dứa như thế này. Mà lúc thu hoạch lại không có người thu mua. Ngược lại với thực trạng này, địa phương tiếp giáp với Thanh Hóa là tỉnh Ninh Bình cũng có vùng nguyên liệu dứa nhưng đã phát triển ổn định hàng chục năm nay. Cùng thời điểm này, những hộ dân trồng dứa ở Ninh Bình vẫn có đầu ra ổn định, hoàn toàn không có dứa bị ế thừa. Nguyên nhân là người trồng dứa ở đây được doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu đầu ra. Tất cả các vùng dứa lân cận ở trong Thanh Hóa, Thạch Thành này, trồng dứa mà không có cái đầu ra, ở đây thì chúng tôi làm ra sản phẩm thì toàn bộ tất cả các như là công ty đã lo bao tiêu sản phẩm thì coi như cái đầu ra của chúng tôi nó ổn định. Câu chuyện của quả dứa chỉ là một ví dụ cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong việc tạo thị trường đầu ra cho nông dân. Rất nhiều loại nông sản khác khi bị rớt giá đều cho thấy nguyên nhân là do nông dân làm tự phát, không có liên kết với doanh nghiệp. Có cái nước nào mà thành công về nông nghiệp mà không có những thương lái lớn về nông sản đâu. Rồi thứ ba nữa là chúng ta phải có mạng lưới hạ tầng để bảo quản, để chế biến. Thì rất nhiều việc phải làm và rất nhiều việc phải rơi vào cái vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù vậy, đến nay mới có gần 4.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chỉ chiếm hơn 1% tổng số doanh nghiệp trên cả nước. Đặc biệt, trên 90% trong số đó là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Các chuyên gia nhận định, có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp. Thực tế tại các địa phương cho thấy, diện tích đất manh mún, khó tích tụ cho doanh nghiệp phát triển quy mô hàng hóa là vướng mắc nổi cộm nhất. Khó khăn là trong cái thuê đất thì nông dân cho thuê thì chủ yếu là thuê ở cái đất mà gọi là xấu xa đấy. Đấy, cho nên cái việc mà để cho các doanh nghiệp mà làm cái đấy thì nó phải có một cái kinh phí rất là lớn. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá, trong chuỗi các ngành hàng nông sản, có nhiều khâu quan trọng nông dân không thể tự làm mà cần doanh nghiệp làm thay, đó là phát triển thị trường, đầu tư công nghệ. Trong các cuộc đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, vướng mắc chính được doanh nghiệp kiến nghị vẫn là cần có diện tích đủ lớn để đầu tư và chính sách tín dụng cho những doanh nghiệp nhỏ, năng lực tài chính rất hạn chế. Chứng khoán hai sàn niêm yết diễn biến trái chiều trong phiên cuối tháng 7. Chỉ số VN Index giữ được đà tăng vững chắc nhờ vào sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Sau ít phút giao dịch khá thận trọng, thị trường đã nhanh chóng lấy lại đà tăng tốc vững chắc. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng Masan, PLX, GAF đã góp phần đáng kể vào sức bật của chỉ số. Hoạt động giao dịch trên sàn tăng mạnh so với những phiên gần đây. Bước sang phiên chiều, đà tăng của thị trường tiếp tục được duy trì khá vững chắc. Các cổ phiếu vốn hóa lớn hỗ trợ chính cho sắc xanh này, trong đó Masan, TCB, VCB đóng vai trò chủ lực. Dòng tiền tăng tốc vào thị trường giúp cho giao dịch trở nên vô cùng sôi động. Khép phiên, VN Index tăng 0,7%, đạt 956,39 điểm, thanh khoản xấp xỉ 4.700 tỷ đồng, tương đương trên 240 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index không đi đồng pha với sàn HOSE khi sắc đỏ chiếm ưu thế gần như suốt phiên. Thị trường thiếu lực đỡ từ các cổ phiếu lớn, hoạt động giao dịch có xu hướng tăng nhẹ. Chốt phiên HNX Index giảm 0,56% xuống còn 106,16 điểm. Khối lượng giao dịch ở mức 40 triệu đơn vị, ứng với hơn 458 tỷ đồng. Tiếp tục đà giảm của phiên cuối tuần trước, thì Phố Uân kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày 30 tháng 7 trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trên diện rộng. Bên cạnh đó, thì các căng thẳng thương mại lại tiếp tục leo thang. Đóng cửa phiên giao dịch ngày đầu tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 cùng giảm hơn 0,5%, chỉ số Nasdaq giảm mạnh 1,39%. Làn sóng bán tháo trên diện rộng các cổ phiếu công nghệ đã khiến cả ba chỉ số chính đi xuống. Cụ thể, cổ phiếu của Facebook và Netflix lần lượt giảm 2,2% và 5,7%, cổ phiếu Amazon giảm 2,1%, trong khi Alphabet giảm 1,8%. Trong rổ tính của S&P 500, nhóm ngành công nghệ giảm 1,8%. Trong đó, cổ phiếu của Twitter giảm 8% và là cổ phiếu có mức giảm lớn nhất ngành công nghệ trong S&P 500. Các nhà phân tích lo ngại việc bán tháo cổ phiếu nhóm công nghệ có thể làm suy yếu thị trường trên diện rộng hơn do lĩnh vực này có quy mô lớn và giữ vai trò xúc tác cho các ngành khác. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng rất lo lắng sau khi tin từ Reuters cho biết Canada, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Mexico và Hàn Quốc sẽ họp vào tuần tới để thảo luận về phản ứng đối với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế nhập khẩu ô tô. Hiện thị trường đang tập trung dõi theo cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8. Cùng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.
Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý như sau. Sản lượng ô tô lắp ráp nội địa tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm. Nhân sự cấp cao có còn là bài toán khó của thị trường việc làm Việt Nam. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các thông tin trong nước trong bản tin tối ngày 31 tháng 7 trên kênh FBNC. Thưa quý vị, năm 2017, tại Việt Nam có khoảng 1,56 triệu trẻ em chào đời. Hiện có đến 75% bậc cha mẹ thành thị cho biết sẵn sàng chi tới 10 triệu đồng mỗi tháng cho con của mình. Một mức chi rất cao. Qua đó thì có thể thấy Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn dành cho các doanh nghiệp trong ngành hàng mẹ và bé nước ngoài đang muốn thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Tại hội thảo chuyên sâu và kết nối kinh doanh ngành hàng dành cho mẹ và bé vừa diễn ra, xoay quanh những thông tin về xu hướng của người tiêu dùng Việt Nam khi lựa chọn những sản phẩm dành cho mẹ và bé, thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Đông, là giám đốc của Marie Network, mạng cộng đồng dành cho bà mẹ và trẻ em. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Trong bài trình bày của mình thì tôi thấy anh có chia sẻ những số liệu về xu hướng tiêu dùng của những bà mẹ trẻ thành thị tại Việt Nam. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về thói quen mua sắm thị trường, những sản phẩm về ngành hàng mẹ và trẻ em mà họ đang quan tâm ạ? Thì vừa rồi thì Mary B mình có làm một cái nghiên cứu cho các mẹ đến từ Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác là các mẹ ở khu vực thành thị. Thì cái nghiên cứu này á, là mục đích là giúp để mình hiểu hơn về cái xu hướng tiêu dùng, những hành vi tiêu dùng của các bà mẹ cho đứa con của mình. Với cái nhóm mẹ mà mình khảo sát này thì thu nhập của hai vợ chồng khoảng từ khoảng 75% là thu nhập của hai vợ chồng là trên 10 triệu. Thì họ sẵn lòng chi tiêu từ 3 đến 5 triệu, có nghĩa là một nửa cái số tiền mà hai vợ chồng kiếm được cho đứa con của mình. Thậm chí có những vợ chồng là họ dùng cả tháng lương cho con của mình, nghĩa là các mẹ Việt Nam là họ đầu tư cho con mình rất là lớn. Nguồn cấp sản phẩm là một trong những cái mà mình có khảo sát rất đúng với thực tế, là các sản phẩm đến từ Nhật, 75% các mẹ là khảo sát là thích sản phẩm đến từ Nhật nhất, sau đó là đến châu Âu, đến Mỹ, Hàn Quốc, các nước khác. Nhưng mà có điểm đặc biệt là sản phẩm có nguồn gọi là thương hiệu mà của Trung Quốc á, thì lại không được các mẹ quan tâm. Có một cái rất là thú vị là siêu thị và cửa hàng mẹ và bé, đó là hai cái nơi mà mẹ mua sắm nhiều nhất đồ dùng mẹ bé cho con của mình. Và một người mẹ thì họ không mua sắm một nơi đâu, nghĩa là trung bình một bà mẹ thì họ mua sắm ít nhất là hai nơi, mua sắm online mà mẹ cho hàng mẹ và bé, thậm chí còn nhiều hơn là mua sắm ở chợ. Vậy hiện tại mặt hàng dành cho mẹ và bé cụ thể là những sản phẩm nào đến từ những thương hiệu nước ngoài thì đang chiếm ưu thế trên thị trường ạ? Thì sản phẩm với đến từ, nếu mà về tả gọi là tả sữa thì Nhật Bản là một trong quốc gia mà nhiều sản phẩm nhất ở Việt Nam hiện tại và họ có sức tiêu thụ khá là tốt. Sữa thì có nhiều nguồn gốc khác nhau, thì giờ đây hãng sữa thì với sữa thì mình theo khảo sát mình thấy là các thương hiệu sữa Việt Nam cũng là được lựa chọn khá là nhiều bởi các mẹ. Qua phần chia sẻ của anh thì rõ ràng chúng ta thấy rằng chất lượng sản phẩm là điều mà được các bà mẹ quan tâm hơn cả giá thành, thì liệu rằng đây có phải là một cái ưu điểm để giúp cho các doanh nghiệp nước ngoài khi mà họ thâm nhập vào thị trường Việt Nam hay không ạ? Sản phẩm nước ngoài thì nó có hai khi mà lợi thế, nó sẽ có hai thứ. Một á là cái niềm tin về cái thương hiệu quốc gia, dù không biết đó là sản phẩm nó chất lượng như thế nào, nhưng mình nghĩ là Nhật Bản mình nghĩ là nó tốt, thì đó là cái điều mà các cái quốc gia mà có được cái niềm tin trong cái người ở Việt Nam mình rồi á thì nó rất là dễ. Cái lời khuyên của Mary B á thì cái bên cạnh cái nguồn gốc thì cái thứ hai đó là phản xạ mình nên quan tâm về cái kiểm định về chất lượng của sản phẩm. Đến từ nước nào không quan trọng, nhưng mà nếu mà sản phẩm đó đã được kiểm định và được cấp giấy phép bởi Việt Nam thì đó là sản phẩm mà chúng ta có thể tin tưởng. Tại Việt Nam mình là một trong quốc gia mà rất quan tâm đến sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, cho nên những cái nào sản phẩm nào đã được kiểm định rồi chúng ta tin và chúng ta dùng. Thưa anh, vừa qua có một sự kiện, đó là một thương hiệu khá là lớn của Việt Nam thì gặp phải một số vấn đề liên quan tới xuất xứ, nguồn gốc của sản phẩm. Qua đó thì chúng ta cũng là một lời có thể nói là cảnh tỉnh khi mà cho các bà mẹ khi mà lựa chọn những sản phẩm dành cho mẹ và bé, thì có phải là hiện nay họ chỉ căn cứ vào những cái thương hiệu lớn mà không quan tâm nhiều tới việc những cái chứng nhận hay là những cái tiêu chuẩn mà những sản phẩm đó có được hay không ạ? Giống như mình nói, thương hiệu chỉ là những thương hiệu mà nó chỉ là cái giúp cho cái việc là cái lần đầu mua sắm của mẹ thôi. Khi mà sản phẩm, nếu mẹ mà vượt qua truyền miệng hay nhiều lý do nguồn gốc, mẹ biết được cái sản phẩm, mình biết được cái sản phẩm đó rồi thì mẹ sẽ sẵn lòng để mẹ mua sản phẩm lần đầu tiên. Tuy nhiên mẹ cái việc có mua lại cái sản phẩm đó hay không á thì nó không còn phụ thuộc vào cái thương hiệu. Tại khi mua về dùng nó phù hợp với mẹ với con mình hay không, hay là
cái trải nghiệm với sản phẩm mình thấy nó không có phù hợp thì cái việc quyết định cho mua lại cái sản phẩm đó mới quan trọng. Tại vì giống như tả chứ hả, tả tốt chưa chắc là nó hợp với con của mình, mà tả nó phải phù hợp với cái cơ địa của con mình. Khi mình dùng rồi mình thấy nó phù hợp thì mình sẽ mua tiếp theo. Thì cái việc mà sản phẩm mẹ bé mua nhiều lần thì nó sẽ tốt cho cái đơn vị sản xuất hơn là chỉ mua một lần. Thì cái nguồn, mình nghĩ là nguồn gốc thì nó quan trọng, nhưng mà nó không phải là cái quyết định cho cái việc là mẹ dùng nó lâu dài. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. 7 tháng đầu năm 2018, thị trường ô tô Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Theo đó, thì sản lượng ô tô lắp ráp trong nước phục hồi mạnh, ước đạt 140,8 ngàn chiếc, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Công Thương, ước tính sản lượng sản xuất ô tô tháng 7 năm 2018 đạt 23,2 nghìn chiếc, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 7 tháng năm 2018, sản lượng sản xuất ô tô ước đạt 140,8 nghìn chiếc, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhiều chính sách đối với thị trường ô tô có hiệu lực như chính sách thuế nhập khẩu của một số dòng xe từ ASEAN về 0% và thuế tiêu thụ đặc biệt của các dòng xe động cơ dưới 2 lít giảm thêm 5%. Nghị định 116 dự báo nhập khẩu ô tô trong quý 3 năm 2018 trở đi sẽ tăng mạnh so với hai quý đầu năm. Thống kê cho thấy, trong tháng 7 năm 2018, lượng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ nhập khẩu về nhiều nhất tính theo tháng kể từ đầu năm 2018 đến nay với số lượng khoảng 3.000 chiếc, tương đương giá trị 55 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo triển vọng thị trường việc làm 2017, thì 37% các nhà tuyển dụng Việt Nam nhận định việc tuyển dụng các vị trí quản lý là rất khó. Tuy nhiên, thì theo báo cáo được công bố mới đây của Jobstreet.com, thì lực lượng nhân sự cấp cao đã gia tăng về số lượng thông qua hình thức BOT. Theo báo cáo triển vọng thị trường việc làm Việt Nam năm 2018 vừa được công bố mới đây của Jobstreet.com, thị trường tuyển dụng ở Việt Nam nhìn chung vẫn phát triển với sự tăng lên của các công ty khởi nghiệp và sự đầu tư của công ty có vốn nước ngoài. Trong đó, sự gia tăng mức độ thu hút ứng viên đến với các cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2018 tăng gấp 10 lần so với năm 2017. Đặc biệt, bài toán nhân sự cấp cao tại thị trường việc làm Việt Nam cũng đang dần được giải quyết. Theo bà Angie Fang, Giám đốc Kinh doanh và Điều hành khu vực Đông Nam Á của SEEK Asia, kiêm Tổng Giám đốc Jobstreet.com cho biết, trong vòng vài năm trở lại đây, lực lượng lao động chất lượng cao đã gia tăng về mặt số lượng, nhiều nhân sự đã đi lên các vị trí cao từ các vị trí thấp như chuyên viên, nhân viên hay giám sát, thông qua hình thức chuyển giao BOT. Theo lý giải, rất nhiều quản lý cấp cao ở Việt Nam là người nước ngoài, bởi các công ty nước ngoài khi tiến vào thị trường Việt Nam sẽ sử dụng quy trình BOT, cụ thể xây dựng, build, hoạt động, operate và chuyển giao, transfer. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, trong nhiều năm trở lại đây, nhiều công ty này đã chuyển giao trách nhiệm cho người Việt Nam và nhiều trong số đó là các quản lý cấp cao. Khi sự chuyển giao thành công, thì hiển nhiên lực lượng lao động đa phần là người Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Jobstreet.com cũng chỉ ra rằng, trong năm 2018, xu hướng tuyển dụng ở thị trường việc làm Việt Nam sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính là truyền thông và công nghệ thông tin. Thưa quý vị, phụ nữ dù rằng là một nửa của thế giới, nhưng thực sự lượng người nắm bắt kịp công nghệ mới như blockchain là chưa nhiều. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ đầu tư và tham gia vào tiền điện tử thấp hơn nhiều so với nam giới. Như vậy thì làm thế nào để có thêm nhiều phụ nữ sẽ tham gia vào thế giới của blockchain và ứng dụng của nó luôn là bài toán khó giải với giới công nghệ. Gần đây đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy để ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào công nghệ blockchain và tiền mã hóa. Các sáng kiến như sự kiện Women in Crypto của Mogul và các tổ chức như Women in Blockchain Foundation đã nỗ lực để có thêm nhiều phụ nữ tham gia vào không gian blockchain và tiền mã hóa. Và ở Việt Nam, với cùng một niềm trăn trở, mạng lưới Blockchain Angels đã tổ chức hội thảo miễn phí về blockchain đầu tiên dành cho 1.000 phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, các diễn giả đã giải đáp những vấn đề cơ bản về blockchain nhằm phổ cập kiến thức blockchain đến với phụ nữ Việt Nam, trong đó chú trọng vào vai trò của phụ nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với những cơ hội và xu hướng blockchain đem lại. Xong qua sự kiện này, chúng tôi muốn cho các bạn nữ sẽ hiểu hơn về blockchain và có thể là mạnh dạn hơn khi tham gia các buổi hội thảo công nghệ về blockchain. Và khi một người nào đó nói với bạn về blockchain hay là đồng mạng tiền mã hóa, các bạn có thể hiểu được là người đó đang có nói đúng sự thật hay không và có những định hướng đầu tư đúng đắn về nghề nghiệp cũng như trong vấn đề business. Thật sự khi mà tới cái buổi này cảm thấy rất là vui, bởi vì á mình được học hỏi thêm được nhiều về kiến thức về blockchain technology, những cái thông tin về nó khá là nhiều, mình không biết nào đúng và sai hết. Nên khi đến với cái buổi seminar này đó, mình đã hiểu rõ về hơn về blockchain technology thế nào và ứng dụng
về trong xã hội như thế nào, không chỉ đơn giản là ngành tài chính, mà thật sự khi mà đi sâu vào thì còn có thể ứng dụng những ngành khác như là giáo dục và y tế nữa. Công nghệ blockchain là xu hướng phát triển mạnh mẽ của thế giới, đang lan rộng tại Việt Nam và sẽ phát triển mạnh trong tương lai gần. Do vậy, cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ và vận động để phụ nữ Việt có thể tham gia vào thế giới của công nghệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam vừa được Bộ Tài chính phê chuẩn về việc tăng vốn điều lệ lên gần 5.000 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của Hanwha Life kể từ năm 2014 và thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của doanh nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc đối với thị trường Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam vừa được Bộ Tài chính phê chuẩn về việc tăng vốn điều lệ từ gần 2.000 tỷ đồng lên gần 5.000 tỷ đồng và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ có số vốn điều lệ lớn thứ ba tại Việt Nam. Đây là lần tăng vốn thứ hai của doanh nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc này kể từ năm 2017. Việc tăng vốn thể hiện cam kết gắn bó lâu dài và mạnh mẽ của Hanwha Life Việt Nam đối với thị trường Việt Nam và là nền tảng tài chính vững chắc giúp công ty đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển các dịch vụ quan trọng để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Được đánh giá là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thị trường, Hanwha Life Việt Nam trải qua hơn 9 năm hoạt động tại Việt Nam với những kết quả khả quan. Sở hữu đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm lên tới 40.000 người, Hanwha Life dễ dàng giúp mọi người dân Việt Nam tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm. Là một trong 10 tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc, Hanwha không chỉ đầu tư vào lĩnh vực tài chính thông qua Hanwha Life, mà tập đoàn này còn tăng sự hiện diện mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng của Việt Nam. Năm 2017 đã đánh dấu mốc quan trọng khi tập đoàn này triển khai 3 dự án công nghệ cao trị giá gần 500 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam. Các dự án quy mô lớn được tập đoàn mẹ Hanwha liên tục đầu tư vào Việt Nam và sự kiện nâng vốn điều lệ lên tới gần 4.900 tỷ đồng là lợi thế cạnh tranh lớn của Hanwha Life trên thị trường bảo hiểm nhân thọ. Nhiều chuyên gia nhận định Hanwha Life Việt Nam sẽ sớm đạt mục tiêu trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu trong thời gian tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối ngày 31 tháng 7 trên kênh truyền hình FBNC. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.